Với thời tiết này thì ăn những món nướng siêu cay nó lại chuẩn bài luôn. Đã thế nhá, thì Tôm sẽ làm món tôm nướng siêu cay nha mọi người. Dầu bụng sạch sẽ rồi thì mình sẽ chuẩn bị thêm một quả ớt chuông đỏ nhá. Ăn kèm là hơi bị hợp luôn đấy. Thái miếng vuông nhỏ xinh thôi. Giờ mình sẽ đi xiên nha. Cứ mỗi xiên lại cho thêm một miếng ớt chuông ở cuối và hai con tôm là vừa đẹp. Một xiên như này bán ở ngoài phải tầm 15.000 nhá. Ăn đẫy ăn đà thì phải hết hơn 200.000 nhá. Mà đã siêu cay là không thể thiếu sa tế được. Quét hai mặt để cho nó ngập tràn ớt đi, rồi mình sẽ mang đi nướng. Cũng may là nhà có cái nồi chiên không dầu Bridgestone này đấy, đỡ phải bắc bếp than. Cho vào, chọn chế độ, để hẳn tầm 15 phút cho nó xém xém cháy một chút giống như nướng bếp than đi. Đấy rồi, mời mọi người nhé. Tôm là tôm ngóng lắm rồi đấy. Thêm tí tương ớt nữa. Ăn xong chỗ này cũng phải nóng từ dạ dày nóng ra ấy. Ai đang bị nghẹt mũi chỉ cần là một con này thôi là thông mũi luôn. Cái lưỡi của mình hình như nó đang bùng cháy rồi mọi người ạ. Đã quá. Chào 500 anh em nhá. Hôm nay Tôm lại tiếp tục làm một món siêu cay, đó chính là đùi gà rán siêu cay nhá. Đầu tiên là chúng ta cần lăn đùi gà qua bột chiên giòn, sau đó dùng trứng gà khuấy đều và dưới lên, cuối cùng là rắc bột chiên xù lên. Và lưu ý là phải đổ thật nhiều dầu cho đủ ngập đùi gà nhá. Đợi dầu nóng lên rồi thì ta mới thả đùi gà vào. Chiên khoảng tầm 15 phút là đã có một cái đùi không kém gì KFC rồi. Giờ mình bỏ quả ớt vào để đảo trước thì mùi ớt sộc lên, nồng cay thôi rồi. Ta đổ tương ớt và sa tế vào để làm sốt, càng nhiều càng ngon. Rồi và cho đùi gà đã chiên vào rin sốt nhá. Uầy, nhìn đã thấy cay rồi. Và ok, thành quả của mình đây rồi. Khổ thân cái lưỡi của tôi, ăn gà mà như đi đánh trận ý, vừa ăn vừa rỉ nước mắt ra. Nó cay mà lưỡi tê cứng luôn, không còn cảm giác nữa ý. Ok, với Tôm là cả, mọi món ăn đều là dễ. Chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời, Tôm vô tình đá phải một gói mì. Và cũng thật tình cờ là trong tủ nhà Tôm lại còn rau và nấm, còn cả ớt chanh và còn cả một đĩa tôm tươi rói nữa. Ôi, thật là tình cờ. Đùa đấy, mua đẻ vào đấy. Và sau đó Tôm quyết định làm luôn một món không ai ngờ tới, đó chính là mì cay siêu cấp giữa trưa hè nắng nóng. Ôi trời ơi, lý do là mấy hôm nay đọc được comment của các bạn là thách Tôm nấu và ăn cái món này. Ôi trời ơi, trời mùa hè mà lại thách làm mì cay thì hơi ác đấy nhá. Nhưng mà dân chơi không bao giờ sợ mưa rơi cả. Được rồi, đầu tiên là mình bắc cái chảo dầu lên, chiên cái chỗ ớt này nhá. Nhìn là đã muốn xoăn hết cả dạ dày mới lưỡi vào rồi. Ớt dính dầu nó nổ ra bắn tung tóe khắp nơi, cay mắt kinh khủng. Rồi bây giờ thì nhà còn gì cay nhất cho hết vào nhá. Tương ớt, sốt ớt, các tiểu con đà điểu này. Nhìn thôi đã muốn bỏ rồi, cay quá. Ok nhá, giờ là mình đổ nước vào này để làm nước dùng. Đợi cho nước khi nào nó sôi rồi thì mình sẽ bỏ tất vào. Cho tất vào có nghĩa là cho hết nấm, rau, tôm và các thứ trên bàn vào, chứ không phải là cái đôi tất mà các ông đang đi đâu nhá, đừng nhầm. Ôi, nhìn cái chảo nước dùng đỏ au này mà mình nhớ đến cái nồi nước lẩu của Tteokbokki mọi người. Giống nhở? Đợi cho nước nó sôi rồi thì mình sẽ trần mì nhá. Trần mì ở trong chảo rồi sau đó là cho ra bát riêng, gắp topping vào và đổ nước lên. Như vậy là ta đã có một cái bát mì cay siêu cấp rồi. Thực ra cái công đoạn vừa rồi nó gọi là làm màu một chút, bởi vì là thả cả vào trong chảo cũng chả vấn đề gì cả, lại còn nhanh nữa. Wow! Và thôi, nói gì thì nói, cuối cùng cũng đã xong xuôi. Ôi, nghĩ thôi đã thấy tội nghiệp cái lưỡi quá đi. Một miếng nào. Cay quá! Nóng như xé cổ ra vậy. Ôi, nước. Nó không còn vị của nấm, rau hay tôm nữa mà thay vào đó là một vị cay nồng của ớt, chỉ có mùi ớt thôi. Vừa ăn vừa khóc đi này. Thôi thì cuộc đời mình phải trải qua đủ đắng cay ngọt bùi nó mới lên người được nhỉ. Và vâng, đúng như dự đoán, đây chính là kết quả của Tôm sau khi ăn hết tô mì cay. À, cứu tôi với, nóng quá. Masterchef Tôm Tươi Tắn xin chào bà con. Hôm nay, tớ ông Tôm sẽ mang đến cho bà con một món đồ ăn nó cứ phải gọi là cay dã man, kèm ớt. Nghe cái tên thôi là đã cảm nhận được xoắn cả lưỡi vào rồi. Có thể các bạn chưa biết ý, là ớt mang đến cực kỳ nhiều lợi ích cho sức khỏe đấy. Nó có thể chống đau nửa đầu, kéo dài tuổi thọ, thông tắc mũi, chống lại tế bào ung thư, giảm đau viêm khớp, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Đấy, mới nghe sơ sơ thôi mà đã thấy là quá uy tín rồi. Nên là món kem ớt này rất là phù hợp để tặng cho mấy cái đứa mà bạn ghét. À nhầm, phải gọi là mấy cái đứa mà bạn yêu thương trong ngoặc kép ấy. Lúc tặng
bạn thì bảo là ôi bạn ơi, yêu thì cho cay cho đắng, ghét thì mới cho ngọt cho bùi đấy, để nó nghe xuôi tai, đồng ý ăn xong rồi xoắn lưỡi lại cho đỡ đi nói xấu người khác. Riêng với cái mức độ cay này ấy, thì ăn vào dạ dày nó phải thủng như là rách tổ ong luôn. Nào, ai có gan đứng ra ăn hết được cây kem này không? Tôm tặng 2 triệu. Có cây kem lạ thế nhỉ? Một món ăn dành cho những người xấu tính. Chắc hẳn trong cuộc đời ai cũng đã từng gặp qua một số người rảnh rỗi, suốt ngày chỉ thấy đặt điều cho người khác rồi đúng không? Trong đông y người ta gọi đó là một loại bệnh, bệnh dị khẩu. Dịch ra cho nó dân dã tức là bệnh ngứa mồm ý. Như các bạn đã biết thì sầu riêng là một loại quả có hương vị rất đặc biệt. Thịt quả thì ăn ngon, còn vỏ ngoài gai góc lại có thể làm thành những món ăn bổ dưỡng như vậy. Để chữa được bệnh dị khẩu nhanh nhất thì phải kết hợp vỏ sầu riêng cùng với muối ớt, bột ớt, tương ớt, sa tế, mắm tôm và ớt tươi. Mới nghe qua những cái tên lừng danh trong làng nặng mùi và bùng vị này, chắc hẳn ai cũng phải nhăn mặt. Một vị giáo sư tiến sĩ tên là Huấn từng nói, cuộc đời này mình phải trải qua đầy đủ đắng, cay, ngọt, bùi, thì khi đó mình mới thấm nhuần tư tưởng cảm thông và biết yêu thương nhau nhiều hơn mỗi ngày. Chúc cho các bạn bị ngứa mồm lâu năm, ngứa mồm kinh niên, ngứa mồm mãn tính sẽ sớm khỏi bệnh để còn hòa nhập với cộng đồng. Mãi yêu. Xin chào 500 anh em Hải Phòng nhé. Hải Phòng là không lòng vòng đúng không? Nhưng mà mình lại có một thằng em Hải Phòng hơi bị vòng vèo đấy nhá. Bật mí một tí là thằng em có tên bắt đầu là Hát. Hát có hứa sẽ mời mình đi ăn bún cá cay Hải Phòng, mà từ năm chưa dịch đến giờ vẫn chưa thấy bát bún của nó đâu. Hát ơi, Hát có xem được video này thì em hãy tự xấu hổ đi nhá. Thôi thì lại tự làm ăn cho nó nhanh. Về công thức thì Tôm tự tìm hiểu ở trên mạng, nên có chỗ nào không chuẩn thì mọi người ở Hải Phòng vào chỉ lại cho mình nhá. Mình đã về Hải Phòng chơi nhiều lắm rồi, nhất là khu Đồ Sơn ý. Chưa đi chưa biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết là ghẹ ngon quá trời. Tiếc một cái là mình nghĩ Hải Phòng chỉ có hải sản nên xuống đấy toàn ăn hàu với ghẹ. Về rồi mới biết là còn quá trời đồ ngon. Sắp tới là tôi sẽ làm một cái chuyến ăn sập Hải Phòng. Có bạn nào rảnh không làm hướng dẫn viên cho Tôm? Yên tâm là Tôm bao, uy tín luôn. Mình làm bếp nhàn hẳn luôn. Chỉ cần bỏ tỏi, bỏ ớt vào đây, kéo dây mấy cái là tỏi với ớt đã nhuyễn ra rồi. Hai lưỡi dao sắc, dây kéo dễ dàng, thiết kế dạng đóng hộp làm cho chúng không bị bắn lung tung ra ngoài. Chiếc máy xay tỏi cầm tay mini này cho đến giờ tôi mới thấy là nó quá tuyệt vời đấy. Link mua hàng Tôm đã đặt ở phần mô tả rồi đó. Giá thì quá là ưu đãi, chỉ bằng mấy cái chai nước ngọt thôi. Từ ngày hay phải nấu ăn, cứ đến mỗi lần phải băm tỏi, băm ớt là hãi. Vừa cay xè mắt, nó cứ bắn lung tung, cay bám vào da tay rất rát. Nó lại còn mùi ám lâu nữa. Món sườn tảng nướng cay hôm nay quá là ngon luôn. Có chiếc máy xay tỏi ớt này rồi thì từ giờ Tôm sẽ tích cực làm thêm nhiều món cay cho các bạn xem nhá. Ok. Với 5.000 đồng. Thách thức nhầm người rồi tình yêu ơi. Tỏi ớt 5.000, vẩy cá xin được. Nếu như ai thắc mắc là vẩy cá thì ăn cái gì thì để mị nói cho mà nghe này tấm chiếu mới ơi. Từ vẩy cá cũng có thể làm ra được tỷ món khác nhau đấy. Và hôm nay là Tôm làm món vẩy cá tẩm cay chiên giòn. Cách làm là chúng ta phải làm sạch vẩy cá, rồi thì băm tỏi, băm ớt nhỏ cho vào. Sau đó là trộn gia vị mắm, muối, tiêu, bột ngọt, trộn đều lên và ướp trong tầm 30 phút thì bắc chảo dầu và chiên cho nó giòn đi thôi. Tôi là tôi vẫn cay cái lúc ra chợ xin vẩy cá đấy nhá. Ai đời, cái bà bán cá lại bảo mình là ơ thế à, xin về nấu cho con cờ hóa hả cháu? Cay lắm rồi nhưng vẫn phải mỉm cười mà nói rằng dạ, vâng ạ, con xin về cho con Milu nhà con. Trời ơi, đáng lòng thanh niên chưa? Và cuối cùng thì món ăn cũng đã hoàn thành rồi đây. Trời ơi, nhìn như nhà hàng thế này thì ai đoán được là nó chỉ tốn có 5.000 đồng thôi. Ok luôn nhá, uy tín. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha.